Bệnh nhân là ông LHV, 69 tuổi, trú tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi và huyết áp tụt. Bệnh nhân được điện tim cấp cứu ngay tại giường và phát hiện có ST chênh lệch. Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Tiên lượng bệnh nhân có thể ngừng tim bất kỳ lúc nào, cần can thiệp khẩn cấp. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã hội trần và phối hợp với kíp can thiệp tim mạch, khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kích hoạt hệ thống báo động đỏ can thiệp cấp cứu, khẩn cấp chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang phòng can thiệp tim mạch chỉ sau khi nhập viện 15 phút. Kết quả chụp mạch đã phát hiện bệnh nhân tắc hoàn toàn một nhánh mạch động mạch vành phải. Có chỉ định nong bóng và đặt stent ngay. Kiếp can thiệp nỗ lực từng giây từng phút, chạy đua với thời gian để cứu sống người bệnh. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, mất ý thức, mạch và huyết áp không đo được. Ngay lập tức các bác sĩ đã phải thực hiện các quy trình phản ứng nhanh khẩn cấp như sốc điện, hồi sức cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau những nỗ lực giành giật mạng sống từ tay từ thần, bệnh nhân bắt đầu có mạch huyết áp, nhịp thở lại. Kiếp can thiệp nhanh chóng đặt stent tái thông động mạch vành cứu sống bệnh nhân. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Tân, phó trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang, bác sĩ trực tiếp can thiệp tim mạch cho bệnh nhân cho biết: Ngừng tim đột ngột là biểu hiện rất nặng của bệnh nhồi máu cơ tim tối cấp. Rất may, bệnh nhân đã được chẩn đoán và xử trí kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng. Cũng theo bác sĩ Tân, nhồi máu cơ tim là căn bệnh có diễn biến cấp tính và nguy cơ tử vong cao nên cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời, chính xác nhất. Không riêng nhồi máu cơ tim mà còn một số bệnh lý khác như loạn nhiệt tim, hở van tim, suy tim. Người bệnh không nên chủ quan với những triệu chứng như đau tức ngực thoáng qua vì đó có thể là những dấu hiệu để nhận biết và phát hiện sớm những bệnh lý tim mạch. Đặc biệt là ở những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid và mỡ máu. Bác sĩ Tân cũng khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời những bệnh lý về tim mạch, giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc có dấu hiệu đột nhiên đau tức ngực dữ dội, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để thăm khám và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm xảy ra.